Năm học 2024-2025 đang đến gần. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang khẩn trương hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, trang trí khuôn viên trường, lớp để đón năm học mới với tâm thế mới. Đến trường mầm non Sơn Hóa, xã Sơn Hóa, đúng thời điểm các cô giáo đang tất bật làm đồ dùng, đồ chơi và sắp xếp các thiết bị dạy và học, hoàn tất những phần việc cuối để đón năm học mới. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, các lớp học, khu vui chơi ngoài trời được trang trí rực rỡ, bắt mắt. Các đồ dùng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Là trường học đóng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nên cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn có những khó khăn. Ban giám hiệu trường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư trang bị, hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng nhu cầu dạy học, chăm sóc trẻ trên địa bàn. Năm học 2024-2025, trường mầm non Sơn Hóa có 9 nhóm lớp với 235 học sinh. Đội ngũ thì có 24 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, và nhà trường đã hợp đồng thêm 4 cái cô nuôi để là tổ chức cái công tác bán trú. Trong những năm qua, nhà trường cũng đã nỗ lực để là nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất thì chưa đáp ứng với thông tư 13 về xây dựng rất đạt chuẩn. Trong năm học này, nhà trường đã được huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để mở rộng khuôn viên và xây dựng thêm cả cái phòng học mới. Đó cũng là động lực để nhà trường tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục trẻ và sớm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tại trường tiểu học số 1 Đồng Lê, thị trấn Đồng Lê, ngay từ những ngày đầu tháng 8, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã trở lại trường để triển khai các công việc vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập, tiếp nhận sách giáo khoa, trang trí khuôn viên nhà trường và các lớp học, sẵn sàng các điều kiện đón các em học sinh bước vào năm học mới. Năm học 2024-2025, nhà trường có 505 em học sinh với 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống cơ sở vật chất của trường tiểu học số 1 Đồng Lê đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, với 16 phòng học và 4 phòng chức năng. Chuẩn bị cho năm học mới, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, trau dồi kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025, Ban giám hiệu trường tiểu học số 1 Đồng Lê đã sắp xếp bố trí đội ngũ, phân công phân hành nhiệm vụ cho giáo viên đứng lớp, tu sửa cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị dạy học, lao động tổng vệ sinh phong quang trường lớp, đón học sinh lớp 1 làm quen trước 2 tuần để các em khỏi bỡ ngỡ khi bước sang môi trường mới. Đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã hoàn tất, mọi điều kiện đã đảm bảo để tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2024-2025, ngay vừa kết thúc năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa đã triển khai ngay các công tác chuẩn bị cho năm học mới. Theo đó, ngành giáo dục đào tạo huyện đã rà soát cơ sở vật chất của các trường học và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cho các trường xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng bổ môn, khu hiệu bộ, nhà vệ sinh tại 27 trường học với tổng kinh phí trên 6,6 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách của huyện, các địa phương, các nhà trường cũng đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thi công các công trình, tiến hành trang trí, tạo cảnh quan trường học thoáng mát, sạch đẹp để đón học sinh vào năm học mới. Nhìn chung, hệ thống trường học, lớp học ở các bậc học được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện về quy mô trường, lớp theo quy định. Hiện nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn huyện đạt 74%. Toàn huyện có 31 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học mới này, toàn huyện có 18.464 học sinh, 1.597 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 8, học sinh toàn huyện đã trở lại trường học sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Riêng học sinh khối lớp 1, nhiều trường đã cho các em đến từ trường sớm hơn một tuần để các em làm quen với môi trường học mới. Để chuẩn bị cho năm học mới, thì bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp đã không ngừng tìm tòi, trau dồi cái kiến thức chuyên môn, đồng thời là tham gia các cái lớp tập huấn do phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo tổ chức. Bản thân tôi thì năm nay được chủ nhiệm lớp 6, cái lớp đầu cấp, còn rất là nhiều bỡ ngỡ, cho nên là tôi cũng
tích cực tìm ra các cái phương pháp giáo dục và giúp các em làm quen với cái môi trường mới, tạo điều kiện cho các em là hòa nhập với cái mái trường trung học cơ sở. Trong năm học mới 2024-2025 thì trong đầu tháng 8 thì ngành cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo các trường chuẩn bị các cái điều kiện để triển khai năm học mới. Trong đó tham mưu với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn cùng với các cái ban ngành đoàn thể địa phương và hội cha mẹ học sinh để tuyên truyền vận động con em đến trường, chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và khuôn viên trường lớp để sẵn sàng cho công tác chuẩn bị khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Và trong năm học mới 2024-2025, ngoài những cái thuận lợi cơ bản thì ngành giáo dục đào tạo huyện Tuyên Hóa cũng có một số cái gặp một số cái khó khăn, đó là về mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành nhưng mà cơ sở vật chất vẫn còn thiếu so với các cái yêu cầu mới đề ra, nhất là trong các cái thông tư 13-14 của Bộ Giáo dục Đào tạo, rồi trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu so với các cái yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018, và giáo viên vẫn còn thiếu, và nhất là bộ môn tiếng Anh, tin học, công nghệ thì và một số bộ môn khác không vẫn chưa đáp ứng được các cái yêu cầu đề ra, vẫn còn nhiều cái khó khăn trong cái công tác phân công dạy học, nhất là các cái trường có cái quy mô nhỏ lẻ. Cái khó khăn cơ bản như vậy thì trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là việc trong cái việc thiếu về cơ sở vật chất thì tiếp tục tham mưu lãnh đạo huyện hỗ trợ các trường để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, rồi tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục. Về phía thiếu giáo viên thì ngành sẽ phối hợp với phòng nội vụ huyện, tham mưu lãnh đạo huyện và động viên giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện cái công tác dạy học và công và làm nhiệm vụ liên trường để đáp ứng các cái yêu cầu đề ra. Một năm học mới sắp bắt đầu với nhiều kỳ vọng mới, với sự quan tâm đầu tư của cả cấp, cả ngành và toàn xã hội. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần ươm những mầm xanh tương lai của đất nước.